quay Suda à 727. Bây giờ mình cùng test Suda 727. Suda này được nhập từ Thụy Sĩ. Máy đèn còn rất là đẹp, đọc rất là tốt ha. Máy đọc chúng ta cùng test đĩa thử ha. Máy là còn rất là đẹp, nhập chân chắn từ Thụy Sĩ. Anh em xem ha, hoạt động đầy đủ ha, mình thử vài bài là thấy là tốt rồi đó. Suda 727 là một trong những đầu Suda có cái chất âm 2M phù hợp với dòng nhạc Việt và các cái nhạc tiết tấu nhanh chậm, chi tiết trầm ấm, khó tính sân khấu. Nên cảm ơn các bạn đã xem qua cái clip giới thiệu sơ về cái con Suda A727 được nhập trực tiếp từ Thụy Sĩ. Cảm ơn các bạn đã xem thêm. Đây là đọc đĩa đĩa gốc ha.